chương 608, đệ tam tướng, long lôi tướng, hô, xếp bằng ở trên giường Lý Lạc, hai mắt nhắm nghiền, tại mặt ngoài thân thể của hắn, bổ thần cao hình thành thần bí huyền quang không ngừng lưu chuyển. Từng sợi tiến vào trong huyết nhục, đây đã là hắn lần thứ năm sử dụng bổ thần cao. Tuy nói hắn tự thân tướng lực tựa hồ cũng không có quá mức rõ ràng tăng cường. Nhưng hắn lúc này, toàn thân khí tức bốc lên ở giữa tựa hồ là có một loại huyền bí viên mãn trị ý, khí huyết sôi trao. Viên mãn vô khuyết, Khương Thanh Nga đứng ở giường bên cạnh, nàng nhìn chằm chằm lý lạc loại biến hóa rất nhỏ này. Trên ngọc nhan tuyệt mỹ có một vòng như chút được gánh nặng chi sắc nổi lên. Trải qua liên tục 5 lần sử dụng bổ thần cao, lý lạc căn cơ kia chi tổn hại, rốt cục đạt được hoàn mỹ giải quyết. Nàng biết được lúc này Lý Lạc đang đứng ở một loại trạng thái bản thân điều tiết bên trong. Cho nên cũng không có quấy giày hắn mà là lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng đem cửa phòng đóng chặt lý lạc như vậy điều tiết kéo dài trọn vẹn hai canh giờ sau hai canh giờ thân thể của hắn mặt ngoài thần bí huyền quang triệt để tiêu tán dung nhập huyết nhục mà hắn hai mắt cũng là tùy theo mở ra đôi mắt hơi có vẻ thâm thúy đồng thời trong đó còn nổi lên một vòng khó mà ngăn chặn ý vui mừng căn cơ rốt cục chữa trị lý lạc mặt lộ mỉm cười cái kia trước đây bởi vì đạo thứ hai hậu thiên chi tướng tạo thành tai họa ngầm. Rốt cục tại hôm nay đạt được bù đắp, căn cơ chữa trị, mặc dù không có cho hắn thực lực tạo thành trực tiếp tăng lên. Nhưng lại làm cho hắn tâm cảnh phảng phất đều là trở nên mượt mà lên. Loại biến hóa này, dường như tác dụng tại tâm linh ở giữa. Cái này khiến cho hắn càng thêm có lòng tin đối mặt tiếp xuống phá cảnh. Bất quá cũng không biết cái kia đạo thứ ba hậu thiên chi tướng lấp nhập. Lại sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Lý Lạc vừa chuyển động ý nghĩ, lại là sinh ra một chút lo lắng. Lúc trước đạo thứ nhất hậu thiên tri tướng lấp nhập, trực tiếp là đem hắn tuổi thọ kịch liệt giảm bớt đến 5 năm. Đại giới này không thể bảo là không thảm trọng, cùng đại giới này so ra, đệ nhị tướng căn cơ bị hao tổn, ngược lại là đang tiếp thụ bên trong. Lúc trước Lý Lạc tự thân tướng lực yếu kém, không cách nào trèo chống hậu thiên tri tướng lấp hợp thời chỗ trả ra đại giới, cho nên liền biến thành tuổi thọ chi gọt có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao không cách nào mở ra tương tính, vậy liền không có cách nào chân chính tiến vào tướng lực trong tu luyện. Cũng không đủ tướng lực đi trèo chống lấp nhập hậu thiên chi tướng tiêu hao. Vậy cũng chỉ có thể thiêu đốt tuổi thọ để đạt tới. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, tựa hồ rất khó giải khai, tối thiểu nhất lấy lý lạc trước đây điều kiện là không cách nào đạt thành. Bất quá cũng may khó khăn nhất mở đầu đã đả thông. Dựa theo quy luật này đến xem. Khi hắn lấp nhập đạo thứ ba hậu thiên chi tướng lúc tự thân đã là địa sát tướng giai thực lực đến lúc đó hẳn là có một chút ứng đối năng lực chắc hẳn sẽ không như là tự khai bắt đầu như vậy thảm liệt a à. lý lạc suy nghĩ lung tung một hồi cuối cùng lắc đầu nghĩ những thứ này kỳ thật không có ý nghĩa gì bởi vì mặc kệ đại giới là cái gì cái này đệ tam tướng hắn đều tất lấp không thể hắn vì đó cố gắng lâu như vậy chẳng phải đang chờ đợi một ngày này sao? nói lên cái kia đệ tam tướng, Lý Lạc Thần sắc hơi động, đệ tam tướng phối trí, hắn đã là có một chút dự định, bây giờ ngược lại là vừa vặn thừa dịp thời gian này trước đem cái này đệ tam tướng cho luyện chế ra đến. Đằng sau một khi thành công đột phá đến địa sát tướng giai, liền có thể trực tiếp lấp nhập, nghĩ như vậy, Lý Lạc bàn tay sát qua không gian cầu, lập tức một đạo hình tam giác đồ vật màu vàng lơ lửng tại trước mặt. Trên đó trải rộng tối nghĩa đường vân cổ lão, lẫn nhau xen lẫn thần bí dị thường. Đây chính là Lý Lạc trước đây mời tới Ngư Hồng Khê cùng Si Thiền Đạo Sư hỗ trợ luyện chế mà thành tiểu vô tướng thần luân. Đây là dung hợp hậu thiên chi tướng mấu chốt đồ vật. Tiếp theo, Lý Lạc lại là từ không gian cầu bên trong lấy ra hai vật. Một cái là một viên màu bạc hột, hột phía trên khắc rõ lôi đình đường vân, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lé nhảy vọt mà ra, đồng thời còn nương theo lấy trận trận âm thanh sấm sét. Đây chính là Lý Lạc tại trong lôi minh sơn kia từ lôi minh thụ nơi đó đoạt được tới quà tặng đồ vật. Hột này bên trong tràn ngập tinh thuần năng lượng lôi đình. Chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo vừa vặn dùng để sung làm đệ tam tướng vật liệu, mà trừ màu bạc hột bên ngoài, còn có một viên long huyết chi châu. Nó sắc xích hồng, trong đó huyết khí lưu chuyển ở giữa, phảng phất là tạo thành cự long hình bóng, tràn đầy cực mạnh uy áp tiếng long ngâm, thỉnh thoảng từ đó truyền ra, long huyết châu. Đây là hỗn cấp thi đấu trong Long Huyết Hỏa vực kia đoạt được. Ẩn chứa trong đó Long chi tinh huyết, đây chính là lý Lạc dự đoán đệ tam tướng phối trí. Long tướng, Lôi tướng, lấy Long tướng làm chủ, Lôi tướng làm phụ, đây là Long Lôi tướng, Long Lôi tướng, cực giỏi, Lý Lạc nhếch miệng cười lên. Lựa chọn hai loại tương tính phối hợp, cũng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng cơ duyên xảo hợp vừa rồi xác định được. Bởi vì hắn trước đó hai đạo tương tính Thủy Quang tướng cùng Mộc Thổ tướng đều là khuyên hướng một chút khôi phục. Bên bị loại, đây đều là vì hắn lần thứ nhất mở ra hậu thiên chi tướng tạo thành tuổi thọ hao tổn các loại vấn đề suy tính. Bởi vì những này ôn hòa mà tản ra sinh mệnh lực tương tính, có thể từ từ xâm nhuận thân thể của hắn, khiến cho hắn không đến mức nhận quá mức nghiêm trọng di chứng tổn thương. Nhưng cái này để tam tướng đi vào lúc Lý Lạc đã bước vào địa sát tướng giai, tại tướng lực trên việc tu luyện xem như bắt đầu chân chính đăng đường nhập thất tiền vốn hùng hậu lựa chọn của hắn tự nhiên là càng nhiều một chút thủy quang tướng cùng mộc thổ tướng am hiểu khôi phục cùng phòng ngự nhưng cũng làm cho lý lạc tướng lực trung quy vẫn là khuyết thiếu một chút tính công kích cái này vẫn luôn xem như lý lạc trong lòng đau nhức mà long tộc thân là tinh thú trong chủng tộc cao cấp nhất cấp bậc tồn tại nghe nói huyết thống thuần chính long tộc chỉ cần vừa tiến vào thành niên kỳ đó chính là có thể so phong hầu cường giả tồn tại cho nên tại bên trong thế giới này, Long tộc tuyệt đối xem như một phương quái vật khổng lồ. Mà từ Long tộc trong huyết mạch diễn sinh ra tới Long tướng. Tự nhiên ở trong vạn thú tướng thuộc về đứng đầu nhất một loại kia cấp bậc. Long tướng chi lực kinh người bá đạo, có thể khai sơn đoạn hà. Mặt khác Long tướng chi lực có thể rèn luyện nhục thân. Đối với cường độ nhục thân cùng lực lượng đều có tăng phúc hiệu quả. Vạn thú tướng vốn là bá đạo, tràn đầy lực phá hoại, Long tướng càng là không cần nhiều lời cho nên nếu như có thể để tự thân có được long tướng chi lực. Vậy đối với Lý Lạc tiến công tính sẽ hình thành to lớn tăng phúc. Về phần lôi tướng, Lý Lạc thì là coi trọng nó mang đến tốc độ tăng phúc. Trước đây cùng cảnh thái hư, lộc minh bọn người lúc đối chiến, Lý Lạc liền rõ ràng cảm nhận được tốc độ của đối phương thân pháp ưu thế. Dù sao cùng người đối chiến, tốc độ tầm quan trọng cũng không yếu tại lực lượng, mà lôi tướng, tự nhiên cũng liền thuộc về tốc độ nhanh nhất mấy loại tương tính một trong. Đến lúc đó Long Lôi tướng nhập thể, lý lạc lực lượng cùng tốc độ đều sẽ thu hoạch được to lớn tăng cường. Cái này không thể nghi ngờ sẽ bù đắp hắn sau cùng thiếu khuyết. Vừa nghĩ tới một màn kia, Lý Lạc liền không nhịn được đầy cõi lòng mong đợi. Sau đó hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái thời gian dần trôi qua điều chỉnh đến đỉnh phong. Bàn tay vừa nhấc, tự thân tướng lực phun trào, đã vận hành lên cha mẹ lưu cho hắn đoán thần thuật. Lập tức trước mắt màu vàng tiểu vô tướng thần luân bắt đầu tách ra thần bí hào quang. Năng lượng trong thiên địa đều là nhận dẫn động, đối với nó tụ đến. Trên đó cái kia từng đạo đường vân thần bí cũng là vào lúc này tách ra hào quang. Quang mang lưu động ở giữa, phảng phất là có vô số phù văn cổ xưa nhảy vọt mà ra. Lý Lạc nhìn chăm chú lên một màn này, bấm tay một chút, Long huyết châu cùng màu bạc lôi hạch trực tiếp là vào lúc này hóa thành hai đạo lưu quang. Đầu nhập mà tiến lập tức tiểu vô tướng thần luân tách ra vô tận hào quang. Huyền diệu chi quang lưu động, đem hai cái kia vật liệu bao khỏa mà tiến, mà hai vật tại trong huyền quang chìm nổi không chừng, cuối cùng thời gian dần trôi qua tan dã ra, long ngâm cùng tiếng sấm, như có như không trong phòng quanh quẩn mà lên, chờ mong thật lâu đệ tam tướng, rốt cục muốn sơ lộ đầu mối, chương 609, kế hoạch, đệ tam tướng quá trình luyện chế, ngược lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bởi vì trong đó cũng không có quá nhiều mạo hiểm địa phương cái này tiểu vô tướng thần luân cực kỳ thần dị lý lạc tồn tại tác dụng chỉ là cung cấp tướng lực duy trì nó vận chuyển mà thôi nó tự thân sẽ lấy một loại đặc biệt phương thức đem dung nhập trong đó hai loại vật liệu tiến hành luyện hóa cùng dung hợp cho nên khi luyện chế kéo dài mấy canh giờ thời gian về sau ngay tại lý lạc cảm giác tự thân tướng lực bắt đầu có chỗ chống đỡ hết nổi lúc trước mắt tiểu vô tướng thần luân phía trên đột nhiên có hào quang rực rỡ dâng lên mà ra, giống như ánh sao đầy trời đồng dạng, mà tại cái kia tinh quang chỗ sâu, chuyên gia kỳ lạ thanh âm, phảng phất là một loại nào đó phôi thai tại thai ngén lúc tiếng tim đập. Hậu thiên chi tướng này tương đương thần dị, mặt khác bất kỳ phương pháp đều là không cách nào đem nó luyện chế ra đến. Chỉ có dựa vào này cái gọi là tiểu vô tướng thần đoán thuật, mới có thể đem không như nhau tính bên trong ẩn chứa linh tính dung luyện đi ra đồng thời tiến hành một loại hoàn mỹ dung hợp trước kia lý lạc hãy còn không cảm thấy cái này tiểu vô tướng thần đoán thuật có bao nhiêu lợi hại nhưng hôm nay theo thực lực cùng lịch duyệt tăng lên hắn có thể đủ cảm nhận được cái này tiểu vô tướng thần đoán thuật là bực nào nghịch thiên khó được bí thuật cũng không biết cha mẹ là từ chỗ nào có được loại này đặc thù bí pháp thuật này cùng hắn tiên thiên không tướng cùng tiên thiên tam tướng cung đơn giản chính là tuyệt phối lý lạc con mắt nhìn chòng trọc vào cái kia tràn ngập huyền quang Hô hấp đều là không khỏi bắt đầu tăng thêm, mà tại hắn nhìn soi mói, trên tiểu vô tướng thần luân huyền quang bắt đầu thu liễm. Cuối cùng mỗi một đạo huyền quang đều là bị nuốt hết trở về. Tập trung tại thần luân trung tâm, nơi đó xuất hiện một chút bất quá lớn chừng ngón cái điểm sáng. Điểm sáng dị thường yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lý Lạc tim đập nhanh hơn nhìn chằm chằm cái kia yếu ớt điểm sáng. Hắn hiểu được đây chính là hắn cần có đạo thứ ba hậu thiên tri tướng lúc này đạo này hậu thiên tri tướng cực kỳ yếu ớt bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đem nó thổi tắt mà một khi điểm sáng dập tắt lần này luyện chế tự nhiên cũng liền lấy thất bại mà kết thúc bất quá liên quan như thế nào lớn mạnh cái này mới sinh như giống như trẻ nít long lôi tướng lý thái huyền cùng đạm đài lam cũng đã sớm cho lý lạc lưu lại kinh nghiệm cho nên lý lạc cũng tịnh chưa kinh hoàng mà là lập tức cắn đầu lưỡi một cái. Một đạo bao hàm tự thân tướng lực ngưng tụ tinh huyết từ trong miệng phun ra. Đạo này tinh huyết nhanh chóng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên lớn chừng ngón cái huyết châu. Viên huyết châu này rời tách thể, lý lạc sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Huyết châu trực tiếp hướng về tiểu vô tướng thần luân trung tâm yếu ớt điểm sáng. Tiếp xúc trong nháy mắt, từng sợi tơ máu phát ra, dung nhập trong đó yếu ớt điểm sáng thì là vào lúc này bắt đầu nhanh chóng trở nên sáng lên nghĩ nghĩ lại trong đó phảng phất là có long ngâm cùng tiếng sấm vang lên mà lại cũng là vào lúc này lý lạc cảm thấy tự thân cùng cái này long lôi tướng sinh ra một loại huyền diệu liên hệ lý lạc trên mặt có dáng tươi cười nổi lên hắn biết đến một bước này long lôi tướng luyện chế là thành công chỉ bất quá cùng lần thứ nhất luyện chế mộc thổ tướng lúc khác biệt đạo này tương tính còn cần hắn lấy tự thân tinh huyết không ngừng uẩn dưỡng một chút thời gian đợi đến nó lớn mạnh một chút về sau đó mới có thể dùng để cắm vào thể nội tướng cung bất quá đây cũng là không vội bởi vì lý lạc hiện tại cũng còn không có đột phá đến địa sát tướng giai cho nên hắn cũng không dám tỉ tiện lấp nhập đệ tam tướng nếu không một khi đến lúc đó sinh ra di chứng gì hắn cái này nho nhỏ tướng sư cảnh chưa hẳn liền chịu đựng nổi nghĩ như vậy Lý Lạc cũng liền đưa tay đem tiểu vô tướng thần luân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, giấu vào đến không gian cầu bên trong, khoảng cách phủ tế còn có gần 2 tháng, kế tiếp việc hắn muốn làm cũng rất nhiều, đầu tiên trọng yếu nhất chính là đột phá đến địa sát tướng giai. Đây là một cái phi thường to lớn thực lực nhảy lên. Địa sát tướng giai tướng lực hùng hậu trình độ xa không phải tướng sư cảnh có thể so sánh. Điểm này, Lý Lạc tại cùng cái kia ngao bạch trong lúc giao thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái hư tướng cảnh thôi còn không tính là chân chính địa sát tướng giai nhưng dù cho như thế cũng cần hắn cùng cảnh thái hư lộc minh tôn đại thánh bốn vị nhất tinh viện nhất học viên đỉnh tiêm liên thủ cuối cùng mới đem chế ngự mà nếu như ngay lúc đó ngao bạch đã là chân chính địa sát tướng giai ngưng luyện ra hoàn chỉnh sát cung lý lạc bốn người chỉ sợ chưa hẳn liền thật là đối thủ của hắn bất quá trùng kích địa sát tướng giai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, từ mở hậu thiên trì tướng đến bây giờ, hắn cũng liền mới đưa gần thời gian một năm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy lấy được kinh người như vậy tinh tiến. Tuy nói cái này có mượn chén thánh chiến trận này gió nguyên nhân. Học phủ trắng trợn trao quyền cho cấp dưới đông đảo những năm qua sẽ không dễ dàng hiển lộ tài nguyên tu luyện. Nhưng loại tốc độ tu luyện này, vẫn như cũ coi là làm cho người kinh diễm. Đặc biệt là nếu như Lý Lạc thật tại nhất tinh viện cuối năm thời điểm hoàn thành đột phá. Phần này kinh diễm trình độ sẽ đạt được một cái cự đại tăng cường. Hắn thậm chí có thể sẽ đánh vỡ Thánh Huyền Tinh học phủ sáng tạo viện đến nay ghi chép. Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất tại chưa tấn thăng nhị tinh viện lúc đã đột phá đến địa sát tướng giai học viên. Mà thành tựu này, ngay cả năm đó Khương Thanh Nga đều không có làm đến. Tuy nói không làm được nguyên nhân dựa theo si thiền đạo sư nói tới là nàng lấy bí pháp nào đó áp chế tốc độ tu luyện. Từ đó ý đồ tại một đoạn thời khắc mượn nhờ hậu tích bạc phát thái độ. Hình thành một loại dâng lên giống như nhảy lên. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như Lý Lạc Thật trong hai tháng đột phá đến địa sát tướng giai, Hắn chính là thánh huyền tinh học phủ cái thứ nhất đạt thành thành tựu này học viên. Lý Lạc đánh giá một chút, hắn hiện tại nếu như trùng kích địa sát tướng giai khả năng thành công chỉ có ba thành nếu như thời gian này buông dài đến thời gian nửa năm như vậy xác suất thành công sẽ tăng lên tới tám thành nhưng hiển nhiên hắn chờ chưa tới nửa năm phủ tế phía trên hắn muốn tự tay chém giết bùi hạo mà bùi hạo là cực sát cảnh thực lực thậm chí còn không chỉ như thế lý lạc muốn hoàn thành mục đích này xác suất lớn là cần phải mượn tam vĩ thiên lang lực lượng có thể nguồn lực lượng này là kiếm hai lưỡi lý lạc đang thi triển nguồn lực lượng này thời điểm cũng sẽ nhận nó ăn mòn loại này ăn mòn sẽ nương theo lấy sử dụng số lần tăng nhiều mà trở nên càng thêm cường đại lý lạc nếu như muốn đem chuôi này kiếm hai lưỡi tiến hành một loại nào đó khống chế vậy thì nhất định phải làm bản thân lớn mạnh mà đột phá đến địa sát tướng giai không thể nghi ngờ là bảo vệ tốt nhất thánh thụ linh tinh có thể tăng lên ta ba thành xác suất lý lạc tự nói tố tâm phó viện trưởng đã là đáp ứng sẽ cho hắn thánh thụ linh tinh làm ban thưởng viên này kỳ bảo có được phá cảnh chi lực sẽ tăng cường rất nhiều thành công của hắn tỷ lệ cứ như vậy hắn liền có sáu thành nắm chắc nhưng lý là cảm thấy cái này còn chưa không đủ cho nên tiếp xuống tại bắt đầu trùng kích địa sát tướng trước bậc hắn cần tương tính một lần nữa tiến hóa bây giờ trong cơ thể hắn song tướng thủy quang tướng đã là hạ thất phẩm mà mộc thổ tướng vẫn chỉ là lục phẩm mà nếu như hắn có thể đem thủy quang tướng tăng lên tới thượng thất phẩm Mộc thổ tướng tiến giai đến hạ thất phẩm, như vậy hắn tướng lực sẽ lại lần nữa hùng hậu mấy phần. Kể từ đó, hắn trùng kích địa sát tướng giai sát xuất thành công, thì có thể tăng lên tới 8 thành, đây mới là lý lạc trong lòng hoàn mỹ nhất mong đợi. Về phần phong hầu thuật tu luyện, thì là muốn thả đến địa sát tướng giai hoàn thành sau khi đột phá. Bởi vì cũng chỉ có bước vào địa sát tướng giai về sau, hắn tu thành phong hầu thuật khả năng mới có thể lớn hơn một chút xem ra muốn cùng phó viện trưởng nói. Lựa chọn phong hầu thuật thời gian, hy vọng hơi dựa vào sau một chút, Lý Lạc ở trong lòng đem tiếp xuống trong khoảng thời gian này làm xong kỹ càng quy hoạch. Dù sao hiện tại thời gian thật quá gấp gáp, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất, hay là song tướng phẩm giai tăng lên, Lý Lạc hít sâu một hơi, xoay người xuống giường, đã như vậy, liền phải đi trước một chuyến kim long bảo hành. Bởi vì Thái Vi trước đó nhắc nhở hắn tiến về Kim Long bảo hành mua sắm mới một nhóm linh thủy kỳ quang tài liệu luyện chế. Loại chuyện này kỳ thật vốn không cần hắn vị thiếu phủ chủ này tự mình ra mặt. Nhưng từ khi Thái Vi phát hiện Lý Lạc mỗi lần đi cũng là có thể lấy so những người khác thấp hơn chiết khấu từ Kim Long bảo hành lấy hàng về sau. Tính toán tỉ mỉ nàng liền cưỡng ép đem nhiệm vụ này kín đáo đưa cho hắn. Lý Lạc ngược lại là minh bạch đây càng thấp chiết khấu nơi phát ra chỗ cái kia đơn giản là lã thanh nhi hỗ trợ, cái này khiến cho hắn có loại bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm trột dạ cảm giác, có thể lạc lam phủ bây giờ chính là cần đại lượng tài nguyên phát triển thời điểm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem nhân tình này ghi tạc trong lòng. Mặt khác hắn cũng muốn đi Kim Long bảo hành gặp một lần ngư hồng khê. Trước đây tố tâm phó viện trưởng cho nhắc nhở, làm cho hắn như có gai ở sau lưng, Kim Long bảo hành cường đại không thể nghi ngờ. Lý Lạc cần chân chính xác định vị này chấp trưởng đại hạ Kim Long bảo hành đại hội trưởng Là có hay không đối với bọn hắn Lạc Lam Phủ có mang ngấp nghé. Nhớ tới ngư hồng khê, Lý Lạc ánh mắt phức tạp khẽ thở dài một hơi. Hắn đối với người trước kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao ngư hồng khê là thật đưa cho hắn không ít trợ giúp. Hắn cũng là đem nó coi là trưởng bối. Hy vọng, nàng sẽ không thật đối với Lạc Lam Phủ tâm hoài ác ý đi. Chương 610, tức giận ngư hồng khê lý lạc đến kim long bảo hành về sau chính là trực tiếp đi mua sắm chỗ cùng nơi đó người phụ trách tiến hành một nhóm lớn linh thủy kỳ quang tài liệu giao dịch bất quá giao dịch cũng mới vừa mới bắt đầu hắn liền gặp được lã thanh nhi hai tay chắp sau lưng khoan thai xuất hiện ở trước mắt đến kim long bảo hành làm sao không tìm ta nha mặc màu trắng mở quần áo hạ thân là váy ngắn lộ ra tuyết trắng đôi chân dài thiếu nữ tươi đẹp hai con ngươi cười tủm tỉm nhìn qua lý lạc sau đó cũng không tị hiểm đối với một bên mua hàng người phụ trách cười nói mục quản sự quy củ cũ nha cái kia bị hắn xưng là mục quản sự người phụ trách cười gật gật đầu tiểu thư ta minh bạch đơn giản chính là đem lý lạc mua sắm giá cả chiết khấu ép đến thấp nhất đây đối với tài đại khí thô kim long bảo hành tới nói hoàn toàn là việc nhỏ hắn cũng không đáng bởi vậy liền trêu đến tiểu thư không vui chỉ là trong lúc lơ đãng sẽ đối với lấy lý lạc ném đi ánh mắt hâm mộ đầu năm nay, dáng dấp đẹp mắt chính là có ưu thế. Thanh Nhi, người dạng này để cho ta rất khó làm, người khác sẽ cho là ta là ăn bám. Lý Lạc Thần sắc nặng nề nói, Lã Thanh Nhi su nịnh nói, ai nha, chủ yếu là lần này ngươi lấy được đông vực thần châu nhất tinh viện mạnh nhất học viên xương hào. Cho chúng ta đại hạ dương danh, chúng ta kim long bảo hành muốn tăng cường cùng ngươi hợp tác. Cái này cũng đối với chúng ta bảo hành thanh danh có tăng lên hiệu quả cho nên còn xin lý lạc thiếu phủ chủ xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng cho ta một cái cơ hội dạng này a lý lạc suy tư hai giây cuối cùng cố mà làm mà nói vậy liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi lã thanh nhi lúm đồng tiền như hoa mà nói đa tạ thiếu phủ chủ một bên người phụ trách thấy mí mắt cấp khiêu trong lòng hùng hùng hổ hổ đây đều là người nào a à, nhặt được tiện nghi lớn như vậy còn phải bọn hắn tiểu thư xin mới thu dáng dấp đẹp mắt cứ như vậy không tầm thường sao. Bất quá hắn đương nhiên cũng biết, hai người đây là đang nói đùa, dù sao một màn này trước đó liền đã xuất hiện qua. Chỉ là thân là một người nam nhân, đối với loại tình huống này hay là không khỏi có loại không hiểu chua chua cảm giác. Dù sao người nào không biết Kim Long Bảo Hành là đại hạ giàu nhất địa phương, mà chấp trưởng Kim Long Bảo Hành Ngư Hồng Khê chính là người có tiền nhất. Thân là nàng độc nữ, Lã Thanh Nhi chính là đại hạ có tiền nhất tiểu phú bà đây quả thật là ai cưới liền trực tiếp ôm một tòa kim sơn trở về lý lạc ngược lại là không để ý người phụ trách kia đang suy nghĩ gì lã thanh nhi hỗ trợ hắn đương nhiên ghi tạc trong lòng chỉ là thứ này cũng không cần thiết ngoài miệng nói ra tương lai lã thanh nhi nếu là có cần hắn lý lạc địa phương hắn tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực tương trợ hắn cùng lã thanh nhi ở bên hàn huyên một hồi sau đó liền nói thanh nhi ta muốn gặp một lần ngư hội trưởng Ngư Hồng khê mỗi ngày sự vụ bận rộn, thế lực khắp nơi hẹn trước nối liền không dứt, cho nên hắn cái này đột nhiên muốn gặp một chút mà nói. Còn phải thông qua Lã Thanh Nhi, Lã Thanh Nhi nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, nói, mẹ vừa vặn còn tại bảo hành, người đi theo ta là được, sau đó dặn dò một bên quản sự vài câu. Liền mang theo Lý Lạc trực tiếp xuyên qua Kim Long bảo hành nội bộ hành lang. Thẳng hướng ngư hồng khê phòng làm việc mà đi. Có Lã Thanh Nhi dẫn đầu. Lý lạc ngược lại là thông suốt gặp được ngư hồng khê. Lúc này người sau từ trên bàn rất nhiều trong văn bản tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Lý lạc. Đối với hắn xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao thân là phong hầu cường giả, nàng đã sớm cảm ứng được hai người tới gần. Chỉ là nàng vẫn là không nhịn được lườm lã thanh nhi một chút. Trong lòng có chút tức giận. nha đầu này thật đúng là đối với Lý lạc yêu cầu hoàn toàn cự tuyệt không được a à, nha đây không phải đông vực thần châu nhất tinh viện mạnh nhất danh hiệu người đoạt giải sao. Đại giá Quang Lâm Kim Long bảo hành, thật sự là bồng tất sinh huy đâu, ngư hồng khê đem trong tay văn bản tài liệu khép lại. Sau đó có chút trêu tức nói, hiển nhiên, chén thanh chiến kết quả, tại trong mấy ngày nay đã sớm truyền khắp toàn bộ đại hạ. Dù sao đây cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Mà lại Thánh Huyền Tinh học phủ cũng đại biểu cho đại hạ mặt mũi. Lần này học phủ từ Đông vực Thần Châu rất nhiều trong học phủ trổ hết tài năng. Nhất cử đoạt giải quán quân, cũng là làm cho vô số người đại hạ giống như Vinh Yên. Lý Lạc tên, tự nhiên cũng liền ở trong đại hạ vang vọng. Lúc này mới vừa có vô số người giật mình phát giác. Cái này đã từng Lạc Lam phủ không tướng thiếu phủ chủ. Vậy mà cũng đã bắt đầu hiển lộ ra cao chót vót. Xem ra cái này Lạc Lam phủ tương lai lớn mạnh. Ở trong tầm tay A, Lý Lạc nghe vậy khiêm tốn nói kỳ thật cũng chính là vận khí tốt, ta so cái kia cảnh thái hư vừa vặn muốn kéo dài hơn một chút. Không cần tự coi nhẹ mình, chén thánh chiến thượng vân tập đông vực thần châu thế hệ trẻ tuổi vô số tinh nhuệ. Người có thể từ đó trổ hết tài năng, đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Lý Thái Huyền cùng đạm Đài Lam ngược lại là có cái hảo nhi tử. Ngư Hồng khê thản nhiên nói, cái kia nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, mang theo một tia thưởng thức, không đề cập tới mặt khác chỉ là Lý Lạc bày ra thiên phú cùng tiềm lực, cũng làm người ta sinh ra ý yêu tài. Lý Lạc cười cười, sau đó bồi tiếp Ngư Hồng Khê nói mấy câu, người tự hồ là có chuyện gì? Ngư Hồng Khê dị thường lão luyện, phát giác được Lý Lạc muốn nói lại thôi, lúc này cũng liền trực tiếp hỏi, dù sao nàng sự vụ phức tạp, nhưng không có thời gian cùng Lý Lạc ở chỗ này trò chuyện một chút không có dinh dưỡng. Lý Lạc do dự một chút, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Ngư Hồng Khê, cũng không có che lấp, nói. Ngư Hội trưởng hẳn là cũng biết. Hai tháng sau ta lạc Lam phủ phủ tế a à, ngư hồng khi ánh mắt lóe lên, cười nhạt nói: Hiện ở trong Đại Hạ bao nhiêu thế lực đỉnh tiêm đều đang đợi lấy trận này đại sự đâu. Dù sao Đại Hạ ngũ đại phủ đằng sau đến tột cùng là duy trì vốn có trật tự hay là thiếu một phủ, cũng liền nhìn hai tháng kia sau, chợt nàng bình tĩnh nói: Nếu như ngươi là muốn tìm Kim Long bảo hành làm viện thủ, khả năng này muốn để ngươi thất vọng kim long bảo hành giống như thánh huyền tinh học phủ sẽ không nhúng tay bất luận cái gì không liên quan gì đến chúng ta thế lực phân tranh chúng ta chỉ làm sinh ý hòa khí sinh tài lý lạc lắc đầu nói kim long bảo hành tôn chỉ ta đương nhiên biết cho nên ta làm sao có thể đưa ra loại này yêu cầu vô lý chỉ là trước đó có người nhắc nhở ta để cho ta tại phủ tế thời điểm đối với kim long bảo hành bảo trì một chút cảnh giác ngư hồng khê đôi mắt hơi khép một chút thản nhiên nói ô, Lý Lạc Thiếu phủ chủ là cảm thấy ta Kim Long bảo hành đối với người Lạc Lam phủ cũng có mang ngấp nghé. Ý đồ đến lúc đó xía vào, thanh âm của nàng, vào lúc này trở nên lạnh rất nhiều. Lập tức trong căn phòng bầu không khí liền đè nén đứng lên. Một bên lã thanh nhi sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia lo lắng. Hừ, người Lạc Lam phủ mặc dù có mang kỳ vật, nhưng ta ngư hồng khê mới khinh thường ngấp nghé. Lý Thái Huyền lưu lại tòa kia kỳ trận là mượn lạc lam phủ chi thế tới áp chế phong hầu cường giả xâm nhập lạc lam phủ càng mạnh kỳ trận liền càng mạnh mà nếu như ta có ý nghĩ gì ngươi lạc lam phủ sống đến bây giờ các ngươi mượn nhờ khê dương ốc lớn mạnh lạc lam phủ mà những cái kia luyện chế linh thủy kỳ quang vật liệu tất cả đều là từ ta kim long bảo hành mua sắm mà ta kim long bảo hành lũng đoạn đại hạ vượt qua sáu thành vật liệu ta chỉ cần gãy mất ngươi lạc lam phủ vật liệu các ngươi khê dương ốc lại có thể có cái gì làm? Lý Lạc, ngươi thật sự cho rằng những năm này không có đại hạ một chút thế lực đỉnh tiêm mở ra cực kỳ phong phú điều kiện để cho ta kim long bảo hành gãy mất ngươi lạc lam phủ mua sắm con đường sao? Ngư hồng khê thanh âm băng lãnh, đồng thời cũng có vẻ hơi sắc bén. Nàng nguyên bản xinh đẹp gương mặt cũng là vào lúc này phun lên hàn khí. Nhìn thấy ngư hồng khê hiếm có tức giận, lã thanh nhi liền vội vàng tiến lên kéo lại cánh tay của nàng. Trần An nói, mẹ lý lạc nếu quả như thật hoài nghi ngươi vậy hắn như thế nào lại trực tiếp ở trước mặt hỏi thăm ngươi đây đồng thời nàng vội vàng hướng lấy lý lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái lý lạc đối với ngư hồng khê ôm quyền khuôn mặt thành khẩn nói ngư di ta đương nhiên biết ngài đối với lạc lam phủ trong bóng tối một chút trông nom cho nên ta cũng không phải là đang hoài nghi ngươi chỉ là kim long bảo hành bề bộn phi thường ta lo lắng trong đó có lẽ có một chút tai họa ngầm phủ tế đối với ta lạc lam phủ trọng yếu vô cùng mà kim long bảo hành là đại hạ đứng đầu nhất thế lực có chút dị động liền sẽ tạo thành cực lớn biến cố mà kim long bảo hành xưa nay trung lập ta lo lắng trong bảo hành sẽ có những người khác tâm hoài dị ý ngược lại ảnh hưởng đến kim long bảo hành danh dự ngư hồng khê âm thanh lạnh lùng nói kêu cái gì ngư di gọi ngư hội trưởng lý lạc bất đắc dĩ biết được lúc này ngư hồng khê chính là tức giận thời điểm cũng chỉ có thể lão lão thật thật nói. Ngư hội trưởng, ngư hồng khê hư lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lý lạc. Sau một lúc lâu, trên gò má nàng xương lạnh thời gian dần trôi qua tán đi. Thanh âm đổ vẫn như cũ là thản nhiên nói. Ta kim long bảo hành nội bộ sự tình, liền không cần ngươi quan tâm, chính ta sẽ xử lý. Ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào trận kia phủ tế đi. Nói không chừng hai tháng sau, cái này đại hạ liền không có lạc lam phủ. Lý Lạc cười nói, Lạc Lam Phủ là cha mẹ lưu lại tâm huyết, ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ, chẳng qua nếu như thật không bảo vệ được. Vậy ta liền cùng Thanh Nga tỷ chạy trước là kính, chờ chúng ta đều phong hầu, đến lúc đó lại đến từng cái thanh toán. Phong hầu không tầm thường sao? Ngư Hồng khê âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc mỉm cười, nói, phong hầu không được, vậy thì chờ chúng ta bước vào vương cảnh đi. Thiếu niên trên mặt dáng tươi cười tuấn lãng đẹp mắt khuôn mặt phảng phất mang theo một loại nào đó không hiểu tự tin. Làm cho đứng tại ngư hồng khê bên cạnh lã thanh nhi đều là thấy khẽ cắn cắn môi đỏ. Ngư hồng khê ánh mắt cũng là nhỏ không thể thấy ngưng tụ. Vương cảnh đó là ngay cả nàng đều chạm vào không kịp cảnh giới. Thực lực như vậy nhân vật, liền xem như kim long bảo hành tổng hành bên kia, đều là cự đầu, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngư hồng khê tức giận nói một câu tiểu tử này thật đúng là cuồng đến không biên giới hắn nói có thể tiến vào phong hầu cảnh nàng thật đúng là không có nhiều hoài nghi có thể vương cảnh cường giả bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu đều không thể vượt qua người cái này song tướng giả chưa hẳn liền có bấy nhiêu ưu thế ngươi đi đi làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi ngư hồng khê phất phất tay không nhìn nữa lý lạc trực tiếp đuổi người lý lạc trong lòng khẽ động sau đó cũng không có nhiều lời đối với ngư hồng khê ôm quyền chắp tay đồng thời ánh mắt ra hiệu lã thanh nhi không cần đưa tiễn quay người rời đi bất quá tại muốn đẩy cửa đi ra thời điểm ngư hồng khê thanh âm lại là truyền đến chờ một chút lý lạc nghi ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngư hồng khê sụ mặt nhìn xem hắn gọi ngư di lý lạc ngẩn người có chút sở khóc sở cười nhưng vẫn là kêu lên ngư di sau đó tranh thủ thời gian đóng cửa rút đi nhìn qua đóng lại cửa phòng ngư hồng khê lúc này mới đập bàn một cái Tức giận đến trước ngực có chút chập trùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự là quá phận tiểu tử, lại còn dám hoài nghi ta ngấp nghé hắn cái kia rách dưới Lạc Lam phủ." Lã Thanh Nhi đi nhanh lên sau lưng Ngư Hồng Khê, giúp nàng nắm vút vai, làm nũng nói: "Mẹ, người cũng đừng trách Lý Lạc, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thừa nhận rất lớn áp lực. Mà lại nếu như hắn không phải tin tưởng ngươi, cũng sẽ không cứ như vậy lỗ mãng trực tiếp hỏi đi ra." Ngư Hồng Khê ngang nàng một chút, nói, tiểu tử này đều khi dễ đến mẹ ngươi trên đầu, ngươi còn giúp lấy hắn nói chuyện. Lã Thanh Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói, nào có, ta nhìn hắn ở trước mặt ngươi nơm nớp lo sợ, bất quá là giả vờ thôi, tiểu tử này quá trơn đầu, tính cách cùng Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam cũng không giống nhau. Ngư Hồng Khê khinh thường nói, Lã Thanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, nói, mẹ, Lý Lạc kia nói tới, có phải hay không là có một ít nguyên do chúng ta kim long bảo hành nội bộ, ngư hồng khê hai con ngươi hơi khép một chút, lại là không nói gì thêm, mà lã thanh nhi cũng là không hỏi thêm nữa, mà là tiếp tục nhu thuận giúp nàng nắm vút vai, hỗ trợ đưa nàng cảm xúc làm dịu xuống tới. chương 611, Uẩn Linh Đan, sau đó mấy ngày Lý Lạc cũng không có vội vã về trong học phủ, mà là lưu tại Lạc Lam Phủ tu hành. Bởi vì hiện tại hắn ưu tiên chuyện cần làm, là đem tự thân song tướng lần nữa tiến hành tiến hóa mà lưu ở trong Lạc Lam phủ, hắn linh thủy kỳ quang cung cấp cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Tướng lực tu luyện, Lạc Lam phủ có tu hành kim ốc, tuy nói hiệu quả so tướng lực thụ kém một chút, nhưng cũng coi như thích hợp. Lóa mắt sáng chói trong kim ốc ương, Lý Lạc xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn lúc này lấy ra một bình thất phẩm linh thủy, sau đó trực tiếp ăn vào, đồng thời vận chuyển tướng lực đem luyện hóa, lập tức từng sợi lực lượng kỳ lạ dung nhập tướng cung cuối cùng tựa như mưa xuân đồng dạng xâm nhuận lấy hai tòa trong tướng cung tướng tính thủy quang tướng trong cung cái kia thủy quang tướng tính chỗ diễn biến nước ao quy mô đã là so với dĩ vãng làm lớn ra nhiều gấp mấy lần mà tại trong đầm nước phẳng phất là có một vòng đại nhật phản chiếu tỏa ra thần thánh quang minh từ đó làm cho linh đàm này trở nên càng thêm sáng tỏ cùng thấu triệt mộc thổ tướng trong cung mộc thổ tướng diễn biến cây nhỏ cũng là cắm rễ ở một mảnh hạt trong đất chập trờn cành lá vùng vãi lấy vô số huyền quang, Lý Lạc tâm thần nhìn chăm chú lên cái này hai đạo tướng tính. Trong lòng cảm thấy vui mừng, so với lúc trước vừa mới tiến vào hóa tướng đoạn lúc. Cái này tướng tính diễn biến nhiễm nhiên là trở nên càng thêm hùng hậu. Cái này cũng đại biểu cho hắn tự thân tướng lực cường độ tại liên tục tăng lên. Có từng sợi quang vũ sái nhập tướng cung, tưới lên thủy quang tướng cùng mộc thổ tướng bên trên, làm cho bọn chúng từng tia tăng cường lấy. Đó là lúc trước luyện hóa linh thủy có tác dụng. Lý Lạc Tâm Thần đột nhiên nhìn về phía tướng cung phía trên. Sau đó trong lòng tính toán thời gian, yên lặng đếm ngược lấy. Khi hắn đếm ngược vừa mới hoàn thành trong nháy mắt đó, đột nhiên trong tướng cung có một sợi tử quang hạ xuống. Cái kia sợi giữa tử quang ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng đặc thù. Nhìn kỹ lại, tử quang bên trong ẩn chứa lấy một giọt huyền bí tử dịch. Trong tử dịch, mơ hồ có thể thấy được một gốc thần thụ hư ảnh như ẩn như hiện, phát ra không hiểu vận vị tử dịch đồng thời xuất hiện ở hai tòa trong tướng cung. Sau đó rơi thẳng vào thủy quang tướng cùng mộc thổ tướng phía trên. Lập tức thủy quang tướng bên trong linh đàm nhấc lên từng cơn sóng gợn. Phảng phất là có sóng nước tiếng vang lên, mà mộc thổ tướng bên kia, cái kia tướng tính cây nhỏ cất cao một đoạn, trở nên càng thêm cành lá rậm rạp, cắm rễ màu nâu bùn đất cũng là bành trướng một vòng tả hữu. Cảm thụ được hai tòa tướng tính biến hóa, Lý Lạc trong lòng cũng là sông lên ý vui mừng cái kia thần bí tử dịch, chính là đến từ hắn ở trong chén thánh chiến đạt được thần thụ tử huy. Vật này không hổ là học phủ liên minh chế tạo mà ra tử nhãn bảo cụ. Nó có tôi linh hiệu quả mỗi một ngày đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một giọt tử linh dịch. Một giọt này tử linh dịch hiệu quả ôn nhuận tinh thuần. Có được đối với tướng tính rèn luyện hiệu quả, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này tử linh dịch cùng linh thủy kỳ quang cũng không xung đột. Thậm chí cả hai nếu như phối hợp sử dụng mà nói, ngược lại sẽ đem lẫn nhau hiệu quả thôi thăng mấy thành. Tại cái này mấy ngày trong thời gian, Lý Lạc mỗi ngày đều tại đem cả hai phối hợp, tăng lên tự thân tướng tính phẩm dai, mà chỗ kia lấy được hiệu quả cũng là làm cho hắn kinh hỉ dị thường. Dựa theo loại hiệu suất này, hắn song tướng có rất lớn khả năng trong một tháng này nghênh đón tiến hóa. Lý Lạc tinh tế cảm thụ được thể nội tướng tính bởi vì linh thủy cùng tử linh dịch mà trở nên tràn đầy sức sống ba động thẳng đến cái kia cỗ hiệu lực triệt để tán đi về sau. Hắn vừa rồi bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu hôm nay tướng lực tu hành, sau đó chọn vẹn nửa tháng, Lý Lạc đều là duy trì lấy dạng này tu hành trạng thái. Mà tại ngày ngày từ linh dịch cùng thất phẩm linh thủy rèn luyện dưới, trong cơ thể hắn song tướng thì là đang trở nên càng ngày càng sinh động. Biến hóa như thế làm cho Lý Lạc rất là tâm hỉ. Bởi vì loại cảm giác này cũng không lạ lẫm, trước kia song tướng tới gần lúc tiến hóa, đều sẽ xuất hiện loại dấu hiệu này, xem ra trải qua nửa tháng này ấp ủ, hắn chờ mong đã lâu tiến hóa sắp tới. Một ngày này, sáng sớm, Lạc Lam phủ trong thính đường, Lý Lạc, Khương Thanh Nga cùng Thái Vi cùng nhau dùng đến đồ ăn sáng. Thái Vi vẫn là bộ kia thiên kiều bá mị bộ dáng. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là tản ra phong tình mị lực. Nàng lúc đến đã dùng cơm xong, lúc này chỉ là bồi tiếp Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga mà thôi tại hai người ăn bữa sáng thời điểm thái vi vị này lạc lam phủ đại quản gia chính là tại hồi báo trong phủ rất nhiều sản nghiệp công việc nhờ có có thái vi tỷ lạc lam phủ mới có thể bị phản ứng đến như thế ngay ngắn rõ ràng ta cùng thanh nga tỷ cũng mới có thể an tâm tu luyện lý lạc nghe xong những cái kia phức tạp sự tình không khỏi cảm thán một tiếng từ đáy lòng nói ra thiếu phủ chủ miệng nhỏ thật là ngọt bất quá lạc lam phủ bây giờ tình huống công lao lớn nhất cũng không phải ta mà là thiếu phủ chủ. Thái Vi nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu như không phải thiếu phủ chủ ngươi cung cấp bí pháp nguyên thủy đem khê dương ốc lớn mạnh. Ta nhưng cầm không ra nhiều như vậy tiền vốn đến giữ gìn lạc lam phủ nguyên bản lung lay sắp đổ rất nhiều sản nghiệp. Một bên Khương Thanh Nga cũng là khẽ vuốt cầm, nói, Thái Vi tỷ lời này cũng không giả. Từ khi ngươi đi vào đại hạ thành về sau, lạc lam phủ thanh thế càng ngày càng tăng. Nếu sớm biết ngươi có hiệu quả như thế, nên để cho ngươi sớm một chút rời đi Nam Phong thành. Nghe được hai nữ lời này, Lý Lạc tỏa ra hư vinh, bất quá tốt xấu hay là tỉnh táo lấy không có hiển lộ ra. Mà là hỏi, Thái Vi tỷ, ta trước đó nhắc nhở ngươi giúp ta mua sắm Ẩn Linh đan có đầu mối chưa? Cái gọi là Ẩn Linh đan là một loại tại phá cảnh lúc sử dụng đan dược. Đan dược này có thể tướng tướng lực thời gian ngắn tăng phúc mấy thành. Mà lại nó dược tính bình thản ôn nhuận, cũng không lộ ra táo bạo. Cho nên thích hợp nhất phá cảnh lúc làm phụ trợ phẩm sử dụng. Mà Lý Lạc mua sắm cái này Uẩn Linh đan, chính là vì tiếp xuống trùng kích địa sát tướng giai làm chuẩn bị. Thái Vi nghe vậy, dáng tươi cười đổ có chút thu liễm, sau đó lắc đầu, ngừng tiếng nói, "Gần nhất ta thời khắc phái người lưu ý đại hạ thành bên trong một chút đan dược phương." Kim Long bảo hành bên kia cũng bắt chuyện qua, có thể kỳ quái là, Uẩn Linh đan vậy mà một viên cũng không có xuất hiện. Bất luận phẩm chất cao thấp, lý lạc hơi nhướng mày uẩn linh đan giá cả khá cao chỉ là một viên giá cả liền cao tới hơn trăm vạn bình thường trên thị trường hàng tích chữ sát thực không nhiều nhưng cũng sẽ không thật khan hiếm đến một viên cũng không tìm tới tình trạng đây là bị người sớm thu mua đoạn hàng khương thanh nga thanh âm bình thản nói ra lý lạc đồng tử hơi co lại nói xem ra có người là đoán được ta muốn tại phủ tế trước đó trùng kích địa sát tướng cấp a h vì nhằm vào ta thật sự là bỏ xuống được vốn liếng. Muốn đem uẩn linh đan quét gãy hàng, cái này có thể cần không ít tiền vốn. Khương Thanh Nga liếc mắt nhìn hắn, nói, khả năng cũng không phải là nhằm vào ngươi. Lý Lạc sững sờ, bởi vì ta cũng rất có thể sẽ tại phủ tế trước đó thừa cơ đột phá. Bọn hắn đoạn hàng uẩn linh đan, hẳn là muốn thừa dịp này giảm ta một chút trợ lực. Dù sao cao phẩm uẩn linh đan đối với ta mà nói đồng dạng là có một ít tác dụng khương thanh nga chăm chú phân tích nói lý lạc lộ vẻ tức giận nói nói như vậy là ta tự mình đa tình bất quá hắn cũng minh bạch khương thanh nga phân tích rất có đạo lý dù sao tại những cái kia ngấp nghé lạc lam phủ thế lực trong mắt khương thanh nga mới là một cái phiền toái tuy nói nàng bây giờ chỉ là cực sát cảnh có lẽ đang đối mặt phong hầu cường giả lúc y nguyên lộ ra rất nhỏ bé nhưng vì cuối cùng có thể đạt thành mục đích hết thảy uy hiếp đều hẳn là sớm ngăn chặn mà về phần hắn cái này nho nhỏ tướng sư cảnh, thật đúng là không có chú ý tất yếu. Một bên Thái Vi không nhịn được che miệng cười khẽ, Khương Thanh Nga khóe môi cũng là hơi cuộn lên, nói, cũng là không phải, hẳn là không ai cảm thấy người có thể trong hai tháng đột phá đến địa sát tướng giai đi. Dù sao tính toán thời gian, người tiến vào hóa tướng đoạn mới bao lâu thời gian, loại tốc độ tu luyện này, nói thật, đã không thể so với ta cái này cửu phẩm quang minh tướng kém. Lý Lạc lắc đầu, nói, được rồi, không có liền không có đi, vốn là chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi, nếu quả thật cần dựa vào thứ này mới có thể hoàn thành đột phá. Vậy ta đây đông vực thần châu nhất tinh viện mạnh nhất học viên trình độ cũng quá lớn. Mua sắm uẩn linh đan, chỉ là vì vạn vô nhất thất thôi. Người khác trùng kích địa sát tướng dài có lẽ đối với uẩn linh đan rất là khao khát. Nhưng hắn người mang hai tòa tướng cung, tướng lực vốn là hơn xa đồng cấp người, lại thêm song tướng chi lực tồn tại. Hắn đối với mình cũng không khuyết thiếu lòng tin, mà vào lúc này, có hộ vệ từ phòng trước vội vàng mà tới. "Thiếu phủ chủ, tiểu thư, Kim Long bảo hành Thanh Nhi tiểu thư lúc trước đi vào tổng bộ." Đưa một vật tới, hộ vệ cung kính tiến lên, đem một cái hộp ngọc để lên bàn. Thanh Nhi đưa tới, lý là khẽ giật mình, mở hộp ngọc ra, sau đó liền nhìn thấy một viên tròn trịa đan dược nằm ở trong đó. Từng sợi đan khí dâng lên, trong lúc mơ hồ phảng phất là tạo thành huyền diệu đan văn chính là một quả phẩm chất cao ẩn linh đan. Chật chật, thiếu phủ chủ, người vị nữ đồng học này thật đúng là làm người khác ưa thích. Thời điểm mấu chốt như vậy đưa tới như thế thứ then chốt. Thái vì thấy thế, cười tủm tỉm nói ra, lý là có chút bất đắc dĩ. Hỏi, người nàng đâu? Hộ vệ trả lời, đưa xong đồ vật liền đi. Đây là hảo ý của nàng, người liền thu cất đi. Bất quá đằng sau nhìn thấy nàng, vẫn là phải đem uẩn linh đan tiền cho nàng. Khương Thanh Nga Ngọc Nhan bình tĩnh nói. Lý Lạc nghe vậy cũng là gật gật đầu. Mà hộ vệ kia trần chờ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Vị kia Thanh Nhi tiểu thư đặc biệt nhắc nhở nói. Đồ vật là đưa cho tiểu thư. Mà không phải đưa cho thiếu phủ chủ. Nàng nói bởi vì nàng tin tưởng thiếu phủ chủ không cần. Lý Lạc lần này là thật kinh ngạc. Lã Thanh Nhi cái này uẩn linh đan lại là cho Khương Thanh Nga. Đây là tình huống như thế nào? Các nàng quan hệ tốt như vậy sao? một bên thái vi thì là có chút hăng hái nhìn chăm chú lên một màn này. Sau đó đối với Lý Lạc cười nói, vị này lã thanh nhi, thật đúng là một cái có ý tứ tiểu cô nương. Khương Thanh Nga ánh mắt lóe lên một cái, thản nhiên nói, mặc dù ta cũng không cần thứ này, nhưng nếu là tâm ý của nàng, vậy ta đã thu đi, bất quá người đằng sau nhìn thấy nàng, hay là đến đem tiền cho nàng. Lý Lạc gật đầu, Khương Thanh Nga đứng dậy, đối với Lý Lạc nói một câu, cuối tháng thời điểm. Ta sẽ đi học phủ Khiêu Chiến Thất Tinh trụ." Lý Lạc nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn qua quay người đi vào nội viện Khương Thanh Nga. Trong lòng có chút cuồn cuộn, Khương Thanh Nga quả nhiên là muốn tại Tam Tinh viện lúc liền đi Khiêu Chiến Thất Tinh trụ. Cái này nếu là thành công, không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ Thánh Huyền Tinh học phủ ghi chép. Nàng quang hoàn, thật sự là càng ngày càng trói mắt a, à, Lý Lạc thật sâu thở ra một hơi. Khương Thanh Nga cố gắng như vậy, hắn cũng không thể buông lòng bất quá cũng may hắn đã có cảm ứng. Hắn song tướng tiến hóa, hẳn là ngay tại mấy ngày nay, chương 611, song tướng tiến giai khi chén thánh chiến kết thúc ngày thứ 20 thời điểm. Tại trải qua đông đảo thất phẩm linh thủy kỳ quang cùng thần thụ tử huy cung cấp tử linh dịch trồng chất dưới. Lý Lạc không ngoài sở liệu nghênh đón song tướng tiến hóa thời cơ. Trong kim ốc, Lý Lạc ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ, tại mặt ngoài thân thể của hắn, từng sợi tướng lực bốc hơi mà lên những tướng lực này màu sắc đều là khác biệt, đó là bởi vì nó thuộc tính cũng không giống nhau. Thủy tướng, quang minh tướng, mộc tướng, thổ tướng, bốn loại thuộc tính tướng lực xen lẫn mà động, mà trong đó rõ ràng thủy tướng cùng mộc tướng muốn càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Những tướng lực này tại bốc lên ở giữa, cũng là mơ hồ diễn biến riêng phần mình bản nguyên, dòng nước lao nhanh, quang minh sáng chói, kiến mộc đứng vững, đại địa nặng nề, mà lúc này bốn loại tướng lực đều là hiện ra một loại sinh động tư thái. Giống như sôi trào núi lửa đồng dạng, nằm trong quá trình chuẩn bị, liên tục tăng lên, không ngừng lớn mạnh, đây là tướng tính tiến hóa dấu hiệu, tướng tính quá trình tiến hóa ngược lại là không có cái gì hung hiểm. Dù sao muốn đạt tới một bước này vốn là cần khổng lồ tích lũy. Khi tích lũy đạt tới lúc, hoàn thành tiến hóa vốn là nước chảy thành sông sự tinh. Cho nên lý là quanh thân dị biến đang kéo dài ước chừng một lúc lâu sau chính là bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán cuối cùng quy về yên tĩnh lý lạc cũng không có mở to mắt mà là tại quan trắc lấy thể nội hai tòa tướng cung tại hắn quan trắc dưới hắn phát hiện trong tướng cung hai đạo tướng tính đều là thu được không nhỏ tăng cường thủy quang tướng diễn biến ao nước quy mô làm lớn ra gấp đôi trong đó phản chiếu đại nhật cũng là trở nên càng sáng trói thần thánh quang trạch phát ra dưới làm cho chảy xuôi trong đó thủy tướng chi lực lộ ra càng thêm tinh thuần mặt khác một tòa trong tướng cung, một mảnh hạt đất không ngừng kéo dài, cắm rễ trong đó đại thụ cành lá càng thêm tươi tốt. Mỗi một phiến trên lá cây, đều lưu động huyền diệu thanh quang, mà những lá cây này, toàn bộ đều là mộc tướng chi lực biến thành, thượng thất phẩm thủy quang tướng, hạ thất phẩm mộc thổ tướng, lý lạc nhìn qua hai tòa trong tướng cung tướng tính tăng lên. Trong lòng cũng là nổi lên từ đáy lòng ý vui mừng. Trải qua gần một năm không ngừng tích lũy lúc trước yếu đuối tứ phẩm song tướng, đều đã là từ từ to lớn lên. Thất phẩm tướng, đã xem như bước vào cao phẩm tướng phạm trù, loại phẩm giai này tướng tính ngưng luyện đi ra tướng lực. Cũng sẽ càng thêm tràn ngập linh tính, bất luận phẩm chất hay là cường độ, đều sẽ mạnh hơn lục phẩm tướng bên trên một bậc. Lý là cảm thụ được thể nội tràn đầy tướng lực, lần này tướng tính tiến hóa, làm cho hắn tự thân tướng lực lại lần nữa tăng cường mấy phần. Hắn hiện tại coi là chân chính hóa tướng đoạn đỉnh phong, lại tiến độ tu luyện này, nếu như lại cho ta 3 tháng thời gian, cho dù không có thánh thụ linh tinh, ta đột phá địa sát tướng giai sát xuất thành công cũng sẽ đạt tới 8 thành. Lý Lạc một tiếng cảm thán, trước đây thời gian này hắn dự đoán hay là nửa năm, nhưng lần này tướng tính sau khi tiến hóa, hắn lại đem dự đoán thời gian gần phía trước một chút. Bởi vì hắn tiến bộ so tưởng tượng càng nhanh, nhưng là đáng tiếc, hắn không có 3 tháng bất quá cũng không quan trọng, tổn thất một viên thánh thụ linh tinh mặc dù có chút thịt đau, nhưng vì có thể vượt qua phủ tế, bảo trụ Lạc Lam phủ, những đại giới này đều là đáng giá. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Lạc cũng liền đứng dậy, kết thúc lần này tu luyện, hắn trực tiếp rời đi kim ốc, bất quá khi hắn đi vào kim ốc cửa ra vào lúc, lại là nhìn thấy một tên người hầu chờ đợi ở đây. "Thiếu phủ chủ, tiểu thư mệnh ta chờ đợi ở đây, nói chờ ngươi tu luyện hoàn tất về sau." đi phòng khách một chuyến. Tên kia người hầu nhìn thấy Lý Lạc đi ra, vội vàng cung kính thanh âm. Lý Lạc thần sắc khẽ động, nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh hướng phòng khách mà đi. Mà đợi đến hắn tiến vào phòng khách lúc, thì là nhìn thấy Khương Thanh Nga ngồi ở chủ vị, ở tại hai bên trái phải. Thì là riêng phần mình ngồi đại quản gia Thái vì cùng viên thanh đại cung phụng. Viên thanh vừa thấy được Lý Lạc, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Khương thanh Nga con ngươi trên người Lý Lạc rừng rừng chợt trong con ngươi lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc nàng bén nhạy phát giác được lý lạc trên thân thể lưu động tướng lực so với một ngày trước càng thêm sinh động thậm chí phun trào linh tính cũng càng là cường thịnh xem ra thái vì tỷ nửa tháng này mấy triệu linh thủy kỳ quang không có uổng phí ném ăn khương thanh nga cười dỡn nói thái vi không có khương thanh nga cái kia cảm giác bén nhạy hiếu kỳ đánh giá lý lạc nói thiếu phủ chủ song tướng tiến giai rồi nho nhỏ tăng lên một chút lý lạc ngược lại là cũng không giấu giếm cười gật gật đầu tướng tính phẩm dai tăng lên khó khăn so tướng lực tăng lên càng gian nan hơn thiếu phủ chủ người mang song tướng còn có thể có như thế tiến độ quả nhiên là kỳ tài ngút trời cái kia viên thanh đại cung phụng cũng là cảm thán nói lý lạc cười cười thật không có ở trên đây nhiều lời mà là hỏi viên thuốc hôm nay đến đây là có chuyện gì không viên thanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm nghị nói ra chúng ta nhận được tình báo. Lạc Lam Phủ có 5 vị các chủ đã sớm đi vào Đại Hạ Thành. Lý Lạc hai mắt nhắm lại. Lạc Lam Phủ có 9 các. Phân biệt chấp trưởng Lạc Lam Phủ trừ Đại Hạ Thành bên ngoài tất cả sản nghiệp. Có thể nói, 9 các các chủ là Lạc Lam Phủ cao tầng nòng cốt. Chỉ bất quá bởi vì Lạc Lam Phủ trước đây biến cố. 9 các lòng người biến động. Trong đó có 3 vị các chủ trực tiếp đảo hướng Bùi Hạo. 4 vị các chủ duy trì Khương Thanh Nga còn có hai vị các chủ bảo trì trung lập cái nào năm vị lý lạc hỏi viên thanh nhanh chóng báo ra năm cái danh tự lý lạc nghe ngóng cái này năm vị các chủ bên trong vừa vặn có ba vị là người của bùi hạo hai vị khác thì vẫn luôn là lập trường trung lập về phần duy trì hắn cùng khương thanh nga cái kia bốn vị các chủ trừ lôi trương các chủ cố thủ tổng bộ bên ngoài còn lại ba vị cũng còn chưa từng đến cái này năm vị các chủ đều sớm đến đại hạ thành a ba vị kia nhìn về phía bùi hạo các chủ ngược lại là dễ nói mà lư thiến cùng lư quan hai vị các chủ lại là vì sao sớm đến lý lạc hỏi lư thiến cùng lư quan hai vị các chủ đến lúc ngược lại là cùng tổng bộ bắt chuyện qua nhưng bọn hắn cũng không vào ở tổng bộ mà là tại bên ngoài ở lại viên thanh trả lời thật đúng là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ phái trung lập đâu thái vi cười một tiếng trong tiếng cười mang theo một chút trào phúng làm lý là cùng Khương Thanh Nga đáng tin người ủng hộ. Nàng không chỉ có chán ghét những cái kia đảo hướng bùi hạo người. Đồng dạng cũng đối những này phái ba phải không có hảo cảm gì. Cái gì trung lập, bất quá chỉ là coi đây là lấy cớ. Ý đồ nhìn cục đánh cờ. Sau đó vớt đến càng thật tốt hơn chỗ thôi. Chúng ta nhận được tin tức. Sau 5 ngày, bùi hạo sẽ tại Xuân Hồ Lâu mở tiệc chiêu đãi lưu thiến. Lư quan hai vị các chủ có lẽ là có mang lôi kéo chị ý, muốn tại phủ tế phía trên thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Viên Thanh tiếp tục báo cáo, Lý Lạc cười lạnh nói, con chuột này tại đại hạ thành né lâu như vậy, rốt cục dám hiện thân rồi, hơn nữa còn dám ở Xuân Hồ Lâu mở tiệc chiêu đãi. Xuân Hồ Lâu ngay tại Lạc Lam Phủ Tổng Bộ bên ngoài. Bùi hạo cử động lần này khiêu khích chi vị không nên quá nồng. Mặt khác, chúng ta cũng nhận được thiếp mời. Bùi hạo kia nói đến lúc cũng mời thiếu phủ chủ cùng tiểu thư tiến đến một lần, viên thanh trầm giọng nói, gan chó không nhỏ, thái vi cười lạnh nói, lý lạc ánh mắt nhìn về phía khương thanh nga, hỏi, thanh nga tỷ cảm thấy thế nào, bạch nhãn lang này tính cách cẩn thận, lần này dám như thế tùy tiện làm việc, sợ là có cái gì cậy vào, là chỉ nhìn cái kia mặc thần cung phụng có thể bảo hộ hắn sao. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ ngọc nhan không có cái gì gợn sóng. Thanh âm thanh lãnh bình tĩnh. Đại hạ thành là ta lạc lam phủ tổng bộ chỗ, ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi cũng không dám tiếp nhận mà nói chỉ sợ lạc lam phủ ngày mai liền sẽ trở thành toàn thành trò cười nàng ánh mắt lạnh lẽo trong đó có sát cơ chảy xuôi sau năm ngày chúng ta cũng đi xuân hồ lâu một chuyến đến lúc đó nếu có cơ hội viên thanh cung phụng ngăn lại mặc thần ta trực tiếp đem bùi hạo chém nếu như có thể thành ngược lại là tránh khỏi phủ tế bên trên phiền phức viên thanh thần sắc nghiêm lại ôm quyền nói đúng lý lạc nheo mắt đây cũng quá sát phạt quyết đoán, chẳng qua nếu như thật có thể tại phủ tế trước đem bùi Hạo gia hỏa này giết chết. Cái kia đến lúc đó đích thật là có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Sau 5 ngày a, à, Lý Lạc đánh giá một chút, cái này 5 ngày, hắn ngược lại là có thể nếm thử trùng kích địa sát tướng cấp. Hết chương 611 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.